Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở cái bè của tỉnh Tiền Giang các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của bạn Long có giao lưu một cốc mai tàn các bạn. Rất là đẹp nha. Một cốc giót đọt luôn, thẳng đứng luôn. Đặc biệt thì cây này đóng gỗ đế nói chung là khá là đỉnh luôn các bạn. Nước đổ không chảy luôn nha. Rất là dữ. Giờ mình quay sơ bộ cái tàn cho các bạn xem. Cái này buổi sáng nắng hơi chá các bạn, anh em thông cảm nha. Cái này chiều cao khoảng nhiêu lông? Khoảng 4 mét. 4 mét à. Cây này tàn thiên nhiên luôn hả Long? Tàn xưa người ta sửa nhạo, có nhạo rồi. À, sửa còn không xong ta thả luôn ha. Xong ta thả tới giờ. Cái này tàn ngang khoảng nhiêu lông? Tàn ngang nó khoảng 4 mét rưỡi. Đây các bạn. Tàn này về anh em vô lưu được, anh em về có thể mình chỉnh sửa nhẹ lại bạn, cho nó tròn các bạn. Cây này có tầm khoảng bao nhiêu năm rồi Long? Chồng ta đem về ta chồng mình cũng hỏi nhà vườn là bao nhiêu lâu nữa. Mặt bông sao Long, thấy mặt bông không? Cái vườn nó đẹp dữ lắm, bông đẹp mà đặc lắm. Mình nhìn thấy lá nó cũng to nữa. À. Bông đẹp đặc ha. Này mới đem về hả Long? Mới đem về tối. Đây các bạn. Này nó có nụ bông nè. Đây nụ đây ha. Lá cũng bự ra. Cây rất là sung các bạn. Đặc biệt này cây này một cốt thẳng đứng luôn nha. Không có nghiêng lắc mình đâu các bạn. Chực nha, thẳng đứng luôn. Cái này Long mới đem về hôm các bạn ơi. Mới còn đang quấn cái mền các bạn. Mình ra phía xa này quay cái tàn này cho các bạn xem. Cây này thuộc hàng đẳng cấp luôn các bạn. Rồi vô quay cốt cành cho các bạn xem. Cốt cành nhau các bạn. Cái này khoảng hai mấy các bạn, hai mấy 30 nha. Mình quay phía dưới lên cho các bạn xem cái xương nha. Xương dày đặc luôn. Rồi, đây là cái các bạn ơi. Đấy lực các bạn, đều hết luôn nha. Rồi nhà Long vô đo giùm sức hoành lên Long ơi. Đây các bạn. Ở đây chi càng nó hơi gặm gạc các bạn. Mình quay không có tổng thể hết cho các bạn xem được các bạn. Quay cận cảnh thôi. Nhiêu Long? 65. 65 hả Long? Rồi ok. Mình đo thử cốt cành nữa các Long. Cái này đang uống cái mền á, mình cũng khó các bạn. Đo phỏng phỏng cho các bạn xem mà. 28. 28 ha. Để đều tất cả các mặt luôn các bạn. Để lực luôn. Cái bầu này khoảng bứng mấy mét không? Bứng ngang khoảng mét mét 3. 1 mét 3 hay không? Đo thử cái bộ đế có khoảng bao nhiêu không? Bộ đế nồi đế chắc 300. 300 ha. Các bạn, nồi đế rất là lớn nha. Cái này nói chung là hội tụ đủ yếu tố luôn các bạn ơi. Thân tàn đế bông. Đẳng cấp luôn. Cây này nếu mà anh em muốn sở hữu là mình liên hệ với Long hay là báo giá trực tiếp Long? Liên hệ số điện thoại Zalo đó.
Lát để phần tiêu đề đó các bạn. Góc này anh em nào muốn sở hữu thì mình liên hệ trực tiếp với bạn Long các bạn. Số điện thoại bạn Long thì mình để trong phần tiêu đề nha, để anh em tham khảo có giá. Ưng ý thì mình giao luôn. Một cây rất đẹp các bạn. Tiếp theo các bạn ơi, gốc số 2 trong cái vườn của bạn Long các bạn. Đây là gốc mai tàn, phần cao các bạn, một cốt nha, một cốt thẳng đứng gió đọt luôn. Cái này chiều cao khoảng nhiêu Long? Cao nó 4,5 m đó. Dạ. Tàn ngang nhiêu Long? Tàn ngang nó khoảng 4,5 m luôn các bạn. Cái này nguyên thủy luôn ha, chưa chỉnh sửa vậy ha. Cốt cành tương đối đóng đều hết luôn ạ. Từ dưới lên trên luôn nè. Cái này mình thấy mặt bông chưa Long? Bông là bao là 9 cánh 2 lớp. Mình bao bông này luôn. Cái bông này mình bao luôn. Bông dảo ha. Dảo, 9 cánh 2 lớp. 9 đến 12 cánh ha. Đúng rồi. Nhưng mà nó hai lớp bông đẹp lắm. Bông hai lớp dảo là ok các bạn ơi. Cái này mình trồng đây đã bao lâu rồi Long? Cái này mình đem về nay khoảng 8 tháng rồi. 8 tháng à. Này mình có gút tàn khuy sơn chưa, không Long? Chưa. Chưa luôn ha? Chưa luôn. Nguyên bản luôn ha? Nguyên bản luôn. Vô anh em về thích thì con tàn sơ lại cho nó ra. Dạ. Cái tàn rất là đều các bạn. Đều rút tất cả các mặt luôn nha. Mình quay sơ bộ cho bạn xem đây. Cái này là xù luôn nha. Cái này lên xù gì không? Qua đó, nhưng mà mình thật ra mình cũng chưa nhận định được nó là chính xác nó xù gì, nhưng mà nó ngộ lắm. Nó không như những cây xù khác ở trong vườn mình. Rồi để em quay cái điểm xù cho các bạn xem nha, rồi em cho nhận xét nha. Xù hú qua ha, nha Long. Mình chỉ nghe người ta nói vậy. Đây các bạn, cây này đặc biệt ụ đế đóng rất là đều các bạn, để lực nha, thẳng đứng luôn một cốt. Đây các bạn, đang những điểm lên nè. Cái này khoảng bao nhiêu phần trăm mà Long? Này nó mới lên khoảng 30-40%. Từ từ sung mới ra toàn thân luôn ha. Rồi ngủ đế cho bạn xem bạn. Đế đều hết luôn nha. Đế mình khai thác hết chưa Long? Chưa bạn. Mình chỉ phơi là một đế số đế thôi, số đế thôi ha. Còn dữ lắm chứ mà mình lắp lại. Cái này chồng Long lắp lại các bạn ơi, để tương đối là ok nha, lực lưỡng luôn. Đưa tay cho bạn xem nha, đều hết. Mình cầm tay mình nè, đây các bạn, so sánh cái tay cái đế của cái tay Long với cái đế bạn, đế lớn hơn nha. Cốt cành nè, lực luôn ha. Để mình đo cốt cành một cho đo thử cái cho các bạn xem Long. Cành 1 là 24. Rồi ok. Tương đối đều ha, nó không có ai thấy cành 2 cũng được 25 mà. Rồi. 34 cũng tương đối đều lắm. 22. Rồi. Cái này tầm khoảng bao nhiêu năm rồi Long? Này chắc cũng khoảng 20-30 năm rồi. Da nó còn tơ ha, cây còn đang sung ha. Cây ngon cây sung lên xù dữ lắm bạn ơi. Để bạn quay phía dưới lên cho các bạn xem cái xương nữa nha. Bông thì bao đẹp luôn các bạn ơi. Sáu mươi tám hay Long? Rồi đo ok trên nè, xích trên thì hai thông số Long rồi. 61 ha. Đo ngay cái điểm xù này đây. 55 mấy bạn. Rồi, thoát thân luôn Long ơi. Thoát thân nó 45. Rồi, đo nồi đế luôn Long. 45 các bạn. Nồi đế chắc 220. Ở đây vị trí chính xác mình ở đâu Long? Mình ở số nhà 513, ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Gốc số 2 này nếu anh em muốn sở hữu là giá bao nhiêu vậy Long? Cái này thương lượng luôn đi để anh em trực tiếp mình thương lượng luôn cho giản. Rồi gốc này anh em nào muốn sở hữu thì mình liên hệ trực tiếp với bạn Long các bạn để mình sở hữu. Gốc này không báo giá các bạn ơi. Gốc này là mình bao với bạn bông 9 cánh luôn đó. 9 cánh trở lên.
chín cánh bông hai lớp ha. Dạ. Tại thấy bông hay lông? Thấy mặt bông rồi, bông rất là đẹp luôn. Để bạn quay lại một vòng nữa sơ bộ cho các bạn xem bầu tàn nha. Tàn rất là đẹp các bạn. Cây này anh em nào muốn sở hữu thì mình liên hệ với bạn Long để mình tham khảo cái giá các bạn.